Runner thì lên đồ gì được hả anh em? Đây là một chiếc Forerunner 2024. Xe này thì cũng lên một số đồ rồi nhưng mà vẫn còn thiếu. Đấy, xe này bằng Sport nhá. Xe này lên một mới lên một đúng một cái thanh thể thao Buffalo thôi. Còn lại thiếu rất nhiều đồ. Thì như một chiếc xe này nếu mà anh em hôm nay sẽ tư vấn cho anh em lên món đồ gì thì là nó hợp lý, nó sẽ phụ thuộc nhu cầu sử dụng từng người thôi, nhưng mà nếu mà những món đồ cơ bản anh em nên lên những đồ này. Đầu tiên nếu mà anh em mà chở đồ nhiều anh em lên một cái lót thùng này. Nguyên bản xe này là trơn, chưa có lót thùng, anh em nên lắp một cái lót thùng nhựa. Đấy, nó tầm 3 củ thôi. Trên này mà anh em mà hay chở đồ mà cần chống nước ấy thì anh em lắp thêm một bộ nắp thùng nữa. Anh em có thể lắp một bộ nắp thùng cuộn hoặc là nắp thùng 3 tấm. Đó là hay nhất. Đây thì có thể anh em lên một bộ ti cốp nữa. Cái này thì nó chưa có ti, chỉ có ở bản Raptor thì nó có ti một chiều thôi. Anh em lên một cái ti cốp Thái Lan đây nữa là lên xuống này nó cực kỳ nhẹ. Đó. Đây là những cái món đồ cơ bản nhé. Về bên trong này thì nếu mà anh em nào hay phải đi nhiều người và đi xa thì em nên lên làm một hàng ghế trượt. Thì mình đẩy cái hàng ghế đằng sau này lên, nó lên được tầm 10 phân này, thì anh em đi xa thì nó đỡ bị mỏi lưng. Đấy, chứ còn là anh em nào mà chạy xe bán tải biết rồi đấy, đi mà đi đường xa mà ngồi hàng ghế sau thì nó cực kỳ đứng, cực kỳ mỏi. Tiếp theo thì phim cách nhiệt thì không thể thiếu, và phim cách nhiệt thì bên mình đang tiến hành dán trong này nữa. Trong này thì anh em nên trang bị thêm một cái camera hành trình. Anh em nào hay nghe nhạc nhiều thì lắp thêm một cái loa trung tâm. Ở vị trí màn hình đây thì anh em có thể lắp thêm một bộ Android Box. Đấy, hai không lắp Android Box thì mình có thể là kết nối qua điện thoại cũng được, nhưng mà lắp Android Box thì sử dụng đầy đủ các tính năng nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường thì nó rất là tiện. Đó, xe này thì đã lên một bộ sàn đúc rồi, nhưng mà nguyên bản nó vẫn là cái sàn nỉ nhá, bộ thảm đúc thảm sàn ấy, thảm đúc đây, nhưng mà nguyên bản của nó là sàn nỉ đây này, cái sàn nỉ này thì anh em nên trải thêm một bộ sàn da trơn simili. Bộ đấy thì nó cũng rất là rẻ đấy, bộ đấy thì nó chỉ loanh quanh được tầm một củ thôi, không nhiều, không đắt đâu. Đó. Thì những cái món đồ mà dành cho xe bán tải, anh em những món đồ cơ bản mà em nên tham khảo và phụ thuộc theo nhu cầu anh em sử dụng thì anh sẽ lựa chọn cho mình những cái món đồ nó hợp lý nhất. Còn nếu mà ở khu vực Thái Nguyên hoặc quanh khu vực Thái Nguyên cần lên đồ cho xe bán tải thì qua gặp em Hưng, Agala Thái Nguyên.